của em. Bởi vì thương mẹ thương cha nên em mang bánh té qua phà mời anh. Ai mua bánh tét nhân dừa, nhân đậu xanh, nhân thịt heo ba rọi, ăn hỏng rồi béo. Qua sông nước mênh mông nghe tiếng đồn miền Tây bánh tét ngon ghê, chợt xuyến sao lời rào tiếng hát cô tơ, bánh tét quê thơm lừng mua qua giùm em. Nghe tiếng rào miền Tây chân chất ai thương, cô bán bà ba cái dáng thon thon, lòng rất gầy làm sao đôi má hay hay. Bánh tét quê em làm ngọt ngào lòng anh. Nét hương ba mùa trong trong mang tình lá tươi xanh màu dịu dàng. Bánh tét quê em có nhân hương dừa trái cao thơm lừng nhọc nhằn nô bánh tét ngon ghê, chợ xuyên sao lời rào tiếng hát cô tư. Bánh tét quê thơm lừng mua qua giùm em. Sao ai đồ ngọt ngào miền Tây bánh tét quê vui nếm thơm hương dừa đậm đà tình quê cô tư miền Tây. Nghe tiếng rào miền Tây chân chất ai thương, cô bán hàng bà ba cái dáng thon thon, lòng ngực gầy làm sao đôi má hay hay. Bánh tét quê em làm ngọt ngào lòng anh. Bánh tét quê thơm lừng dịu dàng bàn tay quê hương của lòng. Bánh tét quê em làm ngọt ngào lời rao ai thương làm sao. Nắng hương ba mùa trắng trong ân tình lá tươi xanh màu dịu dàng. Bánh tét quê em có nhân hương dừa chuối cao thơm lừng nhọc nhằn đâu hôm sớm đầm đá bánh quê. Bánh tét ơi.
hỏi tay cho Như Quyền, Thanh Thủy và Kim An. Cái gì mà có bánh tét thiệt ra sân khấu luôn. Chú ơi, bây giờ cho chú thử ăn bánh tét tụi con bán ăn ngon không nha. Con ơi, dạ, dạ. Chắc điểm sao nha con? Ôi, em ăn nhân gì vậy? Ba sợi đó, ngon lắm. Trời, con nhận bánh mua tuần trước mà còn ngon ghê vậy. Bánh mua tuần trước mà còn ngon ghê vậy. Và con nhớ nhìn nha. Nha cô chú nào ăn bao nhiêu cái một hồi nữa xuống sân khấu là mình lấy tiền liền nha con. Đúng không? Con định nhắc là mấy cô chú trả tiền luôn. Nhiều cái rồi con bán nhiều cái vậy? Dạ 50 ngàn. 50 ngàn một cái thôi. 50 ngàn một cái. Bây giờ 50 ngàn một cái bán không không tôi đi đó. Bán không con? Bán đại đi con. Bé dễ chịu dễ sợ. Chuối này còn sống nè, máu không à? Máu em còn sống. Anh Duy ơi, đó là chuối cao á, chuối cao màu đỏ gì đó. Khoan xí đi, bộ mấy anh chị nè, các chú cô chú là đói lắm hả? Chứ em ơi, em dẫn tiết mục mà bán. Đúng phải rồi. Mua phải có ăn chứ không lẽ mua dục. Nhắn tiền lúc mà người đang ăn thì em nói luôn nha. Dạ được, dạ được. Thật sự. Ủa, tiết mục chưa kết thúc mà. Ủa gì, kết thúc đâu? Này minh họa cho tiết mục mà. Ủa vậy đó hả? Vỗ tay cho tiết mục kết thúc mọi người ơi. Rồi, xin mời cô Hòa Minh Di. Hai tiết mục của anh chị ấy là hai tiết mục duy nhất trong tất cả các tiết mục từ đầu đến giờ mà ai cũng phải đứng lên và ai cũng phải hào hứng với nó. Đúng rồi. Đấy là cái mà thành công, đấy là cái mà em nghĩ là phải một huấn luyện viên có tâm lắm thì mới dành cho các con như thế. Các con phải cảm ơn cho chú nhá. Chính xác. Cô chú rất là nhiều đó. Cảm ơn cô chú. Giọng hát của các con rất là ngọt ngào. Nhưng mà em lại cảm thấy có một vài nốt bé đứng giữa hơi bị hát không rõ lời hả anh? Bé này là bị sợ á. Bị sợ sân khấu hả anh? Bị sợ và diễn chưa được tự tin. Có nghĩa là khi mà chú tập chú con á là chú luôn dặn hai bạn kia là phải dìu con diễn. Nhưng mà ngày hôm nay thì chú thấy là con nở nụ cười thì thường bữa là kêu cười không cười luôn. Trời ơi, đôi anh kỳ quá hả? Đôi anh sao như không thích chú hỏi em đôi này rất cần những nụ cười của các bé. Chú năn nỉ tụi con cười giùm chú. Chắc em đặt tên đội này là đội nụ cười trẻ thơ quá. Đó là một cái khuyết điểm của con thì cô mong là càng ngày con sẽ tiến bộ hơn nhiều hơn trong tương lai nhá. Cố lên. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn Hòa. Lập, ăn xong chưa em? À vẫn còn một miếng à? Trời ơi, hết rồi. Ăn xong thì nói, ăn xong thì nói. Không được vừa ăn vừa nói đâu. Như thế mẹ em đập chết luôn á. Ôi bé Hòa là. Ăn xong thôi cho em nói đi. Ăn xong cho em nói nha. Dạ, mời. Bánh tét ngon, bánh tét ngon nha con, bánh tét ngon. Như Quỳnh ngày hôm nay á là con tươi hơn mọi khi mình tập và rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái bản lĩnh sân khấu á, cái sự mà làm chủ sân khấu, thoải mái sân khấu á, không phải là ai cũng có được cái đó. Người ta nói cái câu gì, có cái câu gì hay lắm. Cái gì? Cài phải có người ý chứ. Câu gì? Có gì? Như nào có từ gì chị? Có từ gì? Có công mài sắc có ngày nên kim. Đúng rồi. Ờ đúng rồi đó. Ôi trời ơi. Trời ơi. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Ờ đúng rồi. Là nhiều khi mình cái khả năng của mình chưa có tới đó, nhưng mà nếu như mình sẽ có nhiều trải nghiệm hơn thì khả năng của mình nó sẽ lên từ từ. Cho nên không sao hết. Ngày hôm nay là ba con là trời ơi, bản lĩnh sân khấu rớt bánh té rồi còn cọng dây không mà vẫn đứng hát rồi này kia là cô thấy là ba đứa ngày hôm nay rất là tốt, rất là giỏi. Nhắc dây cọng dây bánh té mới nhớ. Hồi nãy tới cái đoạn mà tụi con xuống mời bánh tét á, ví dụ nha, là tới cái đoạn là tụi con chạy xuống tụi con mời bánh tét đúng không? Bánh tét. Đây mời tụi con bánh tét, mời tụi con bánh tét. Lấy hết em ơi, lấy hết theo lên. Ba con làm dễ thương lắm em Minh Họa kìa. Em bị chụp giật á. Này là hồi bị Chung xin lỗi là tại vì Chung đã dặn hai bé là làm sao làm con tụi con phải có đậu cụ trên tay, con nào cũng phải lấy lại, đừng có cho ai lấy hết đi. Ủa không? Anh ơi, không có lý do gì anh phải xin lỗi trơn á. Trời ơi, hợp tác với người ta, ví dụ phối hợp với người ta cũng có biết điều chút xíu chứ. Em thấy học lấy một cái nè. Alo tới em nói nha. Alo. Dạ, em là một người miền Tây và khi mà em xem cái tiết mục này em cảm thấy rất gần, rất thật. Dạ, em đang cầm một cái bánh tét trên tay. Alo, dạ em thấy rất là ok luôn á. Ủa, sao dạ, em cầm như, nữa? Như nói về tiết mục này em rất thích. Alo, em rất thích. Tại vì á, cái bài này là bài một cái bài nó dân dã, nó dễ thương, nó chân thật. Thì cái hát của các con á có một cái sự ngẫu hứng ở bên trong, nó chân thật như cái bánh tét mà nó ngon là ngon vậy con, dễ thương hay là dễ thương. Tràng có tay dành cho các con. Dạ, con em xin phát biểu thêm tại vì không em gì? Rất là phấn khích, công nhận bánh tét ngon con ơi. Đã ăn thêm một cái nữa con ơi. Ăn cái nữa. Lát nữa tiết mục tiếp theo cho ăn tới món gì nữa? Ai ơi, ơi, ơi mày ra hết ăn gì đây? Ăn sẽ hay là bánh sò. Ok, ra hết. Anh yeah. Gì là bày hết. Em có ý tưởng rồi. Em sẽ hát cái bài liên quan đến chổi trà để mọi người ăn chổi trà. Một cái hô tay cho ba bạn nhỏ. Cảm ơn tụi con. Không mà công nhận cú đấu thiệt nha. Tiết mục dễ thương thì không phải vì bánh tét đâu. Nó dễ thương không? Em vì bánh tét cú đấu thiệt. Quỳnh lập 2 cái 100 ngàn. Trời. Anh lấy đầu một. Anh Duy một. Anh Duy một. Anh Duy một cái dương chuối nha. Không lấy rồi cầm trên tay rồi. Rồi 100 ngàn anh ơi. Chú Minh Xù là không lấy cái nào đâu cô Nhi nha.
tại vì người ta không có mời lưu lưu. Em đói là chị vui lắm à chị Như? Dạ. Em có bánh tét chị có vui hơn không? Không. Em giật cái bánh tét của chị bây giờ. Không đâu. Đây có hai cái bánh tét này dành cho em. Dạ không, mỏi bỏ. Bây giờ sẽ là một không gian hoàn toàn khác luôn. Ca khúc Gió Mùa Về. Đó, một cái cơn gió nào đây sẽ về với sân khấu của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa thứ 3, Hà Vy và Bảo Trâm. Gió mùa đông bắc về, đèn trên phố mờ sương lạnh. Con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng có ai? Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy? Phố mờ sương lạnh, con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng có ai? Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy? Cơn gió lạnh quá hả tụi con, mặc đồ ấm quá. Không biết là phía dưới thì như thế nào à? Lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh. Trời lạnh ơi,
không có ánh sáng luôn rồi. Rồi ấm hơn chưa anh Duy? Ấm hơn. Anh chia sẻ cảm giác đi. Bây giờ anh mới cảm thấy là Khải Như thật là đáng thương. Sao vậy? Vì mặc một bộ quần áo hở vai như vậy thì làm sao phải chống đỡ được những cái cơn lạnh từ gió mùa mà hai con đã mang tới đây. Con hát một hồi cô lạnh thiệt luôn á. Giống như là hai con đang bạo liệt quyết liệt ở trong một cái cơn gió mùa về thật sự luôn á. Bệnh nhoi nè con ơi. Đó, vậy đó, sợ anh Duy trúng gió muốn chết luôn. Nhoi quá. Cái quan trọng nhất mỗi khi mà em dạy các học trò của em đó chính là cao độ. Chính cao xác. Độ ở đây kể cả nốt thấp cũng phải có cao độ. Đúng. Ví dụ như những câu mình bỏ nhỏ, gió 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 mùa đông bắc về, cái từ về đấy nếu mà mình hát không đúng cao độ ở nốt thấp nó sẽ trở thành phô và tạo cho cảm giác người nghe cảm thấy chết rồi, bạn này run mất, ôi bị phí mất một câu hát hay rồi. Cao độ trong bài hát này của các con ngày hôm nay thể hiện chưa được tốt, tất cả các nốt thấp của các con bị run ý, đâm ra nó không còn cái tinh tế nữa. Cái nốt trên thì sẽ là các điểm mạnh của các con hơn, bởi vì khi mà các con hát nốt cao thì chúng ta sẽ được thả ra và chúng ta không cần phải ém lại giống như chúng ta hát lúc bỏ nhỏ. Nhưng nốt cao của các con không hề lên thẳng mà các con toàn sử dụng là kỹ thuật vuốt. Các con hoàn toàn là vuốt lên chứ không lên thẳng được nốt. Đâm ra là có những nốt vuốt chưa đến được cái cao độ cần nghe. Có thể ngay bây giờ thì mọi người sẽ không nhớ hết đâu, nhưng mà về nghe lại thì mọi người sẽ cảm thấy được những cái nốt đó. Nhưng cái head voice của bọn con rất là hay. Cái head voice đấy là một cái mà không phải người nghệ sĩ nào cũng có. Giọng chim hót ở bên trên á. Và cái giọng đó ấy, là đến bản thân Câu Hòa cũng không có. Cái đó là một món quà mà Thượng Đế ban tặng cho bọn con. Nên là cô nghĩ đấy là một cái điểm đắt giá của bọn con trong phần trình diễn này. Và ước gì có một cái bộ trang phục nó bớt hiền đi một tí. Mong các con đều ghi nhận và cố gắng hơn ở trong những bài hát tiếp theo nha. Cảm ơn cô Hòa. Cảm ơn cô. Giờ tới anh Duy nè, bây giờ ấm áp mình nói được chưa nè? Ừ. Đúng mà nãy cô Hòa Minh Di nói cái gì mà voi voi đó em. Head voice. Oh yes, chỗ đó hai bé làm rất đã. Head voice là vị trí âm thanh đặt trên đầu á. Đúng rồi. Em cứ xoay qua, em nhìn vậy nè. Không có bè là giọng hai bé thiệt. Thật sự ngỡ ngàng luôn á. Giọng hiếm lắm luôn đó. Đúng rồi. Nhưng tụi con phải biến cái đó trở thành cái điểm mà người ta phải nhớ. Là mình phải đẩy hết nội lực để mà mình lên cái đó mà người ta phải wow yeah. Cố lên để những bài hát sau nha. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú. Thì hồi nãy cô Hòa cũng đã góp ý con về trang phục rồi. Nó hơi quá dễ thương so với cái bài hát ma mị này thôi. Làm cho mình chưa có được vào tâm lý một cách chuẩn xác nhất. Không, nhưng mà nếu như mà này... bây giờ bù vô nha, con mặc cái bộ đồ này mà muốn thể hiện cái sự lạnh giá và khắc nghiệt của gió mùa về nha, kêu cô Diệu Nhi ra đóng cái vai một người đang bị ho bị bệnh á, ra một không khí đó luôn bù lại. Tự nhiên bài hát ta đang hay cái con người phụ nữ đi ngang ho gà là kỳ. Ngày hôm nay thì Trung thấy hai bé như thế nào và cô Diệu Nhi thấy hai bé ra làm sao? Mọi người sẽ có cái cách nhìn riêng của mình thôi. Tất nhiên mình không có cái phần trình diễn nào mà mình hoàn hảo hết. Quan trọng nhất á, nãy giờ trong tất cả những cái lời góp ý của các cô chú á, thì các con có một cái ưu điểm của các con. Các con phải vui, bởi vì khi mà một bài hát của mình được khán giả tập trung vào cái điểm đó thì có nghĩa là mình đã thành công một phần rồi đó. Như vậy là được rồi. Còn về phần chuyên môn thì chú Trung hãy nói cho các con đi. Nói cho anh sao cho cái tông giọng anh vui lên cho các con đỡ căng thẳng được không? Cái bài hát này điển hình, thật sự nói thẳng luôn nha, bài hát này cái lời nó hơi lớn nên hồi bữa chú muốn làm cho nó nhẹ lại. Tại sao chú không muốn tụi con làm quá? Tụi con làm quá tụi con sẽ mất cái chất tuổi thơ của tụi con. Cái bài hát này nó đã già dặn rồi mà tụi con làm gào thét này kia nhiều quá tụi con sẽ bị già dặn. Mình đi hát, mình nghe một cái bài hát đó, một cái người ca sĩ đó hát là mình nghe là mình phải học theo cách phong cách đó. Không phải, mình phải là mình. Anh, mình nghe bài hát đó thôi nhưng mình phải là mình. Lẽ ra em thấy mà đúng phong cách lứa tuổi các bé là phải hát gì nè. Gió mùa đông bắc về, về. Đèn trên phố mà sương lạnh. Cảm ơn anh Duy với chị Mèo nhiều lắm. Giờ mới thấy nụ cười. Và bây giờ sẽ là một version đến từ Lớp Lá. Xin mời 2, 3. Gió mùa đông bắc về. Hết. Trời ơi. Hôm nay chú rất là ngạc nhiên với Hạ Vi là tại vì hôm nay con hát xuất sắc hơn. Mà đặc biệt là khi chú dặn con như thế nào là con làm như vậy. Khi mà có camera lên đứng ở đó quay với con là con phải diễn với máy luôn. Chú dặn con rồi đúng không? Chú dặn hết tất cả mọi người là khi mà có một chú nào cầm camera đi lên là tụi con phải buông ra diễn với máy. Và hôm nay con được điểm rất cao chỗ đó. Yeah. Cảm ơn chú. Chú chưa thấy ai làm được điều đó. Mà cái đó em cũng không biết mà nhắc luôn. Thật sự phải nói rằng là
những tiết mục ngày hôm nay được trình diễn sẽ được bắt cặp nè, hoặc là hát tam ca nè, nhưng mà cái cá thể từng bạn cũng rất là quan trọng, cho nên là các con phải tự tin nhiều hơn nữa nhé. Một tràng hô tay chúc mừng cho tiết mục này. Cảm ơn các con. Ngày qua
đó chính là Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Trời ơi, dạ chào hai anh chị. Chững chạc dữ lắm con. Nam hay nữ hát ra câu nào xong phía dưới vỗ tay ngợp trời luôn, là tụi con hiểu là tụi con ngày hôm nay giỏi rồi ha. À bây giờ mình lắng nghe ý kiến của các cặp huấn luyện viên nè. Cái bài hát này á, thật sự là nó cần phải có một cái sự trải nghiệm của cái giai đoạn tụi học trò. Nhưng mà cái hay của tụi con là tụi con chưa có trải qua được cái giai đoạn đó. Nhưng mà tụi con tưởng tượng, và những cái điều mà con tưởng tượng á, nó hợp lý. Và chú nghĩ rằng là tụi con sẽ có một con đường làm nghệ thuật rất là sáng lạng, là bởi vì làm nghệ sĩ phải có tinh thần tưởng tượng rất tốt mới có thể phát triển trong nghề được. Cảm ơn chú Lâm. Mà anh ơi, mình phải thật sự là phải dành tràng pháo tay lớn cho con gái. Khi mà con đi thi, đây là lần đầu tiên mà con hát thể loại này đúng không? Dạ. Yeah. Đó, đây là một cái bước chuyển rất là kinh khủng. Và giống như là một cái con đường khác được mở ra. Cô nghĩ là con lựa chọn về đội của chú Trung là một sự lựa chọn rất là sáng suốt. Và con trai ơi, con còn nhớ cái ngày mà cô với chú tranh giành con ở tập lê trước không? Ôi nguyên trời một ơi. Nhóm luôn. Thật sự là bởi vì đội của em có một thành viên là hợp với giọng con trai lắm luôn ý. Ước gì nếu mà con về đội của cô nữa thì cô đã có một cặp đôi hoàn toàn rất là tuyệt vời. Nhưng mà không sao, cô chúc mừng tiết mục rất là thành công. Xin mời chú Duy và cô Khả Như. Nói gì nữa bây giờ, cô thật sự rất là ngưỡng mộ hai cái giọng hát của tụi con. Cô gái trẻ thì hát rất là dễ thương. Cô Quỳnh Nhi thì con không còn lạ với cô. Nhưng hôm nay cô cảm thấy được cái sự bản lĩnh hơn của con trên sân khấu, và sự tự tin hơn của con. Và chàng trai thật sự, con ơi, con không việc gì mà phải rụt rè nữa. Bởi vì con có một cái giọng hát che mờ hết tất cả. Con hát rất hay. Con lên sân khấu con không có run nữa, không có sợ nữa. Con không có được gõ nhịp trên sân khấu bằng những ngón chân của con nữa. Anh lại thấy cái đó dễ thương. Không anh, nó thành một cái thói quen là từ đây về sau bé hát bài gì cũng vậy không được. Phải có một cái sự rèn luyện của mình ở trong đó. Nhưng mà điều cô muốn nói với con đó là hãy tự tin vào giọng hát của mình. Con sẽ làm được hết. Chúc mừng hai con. Con cảm ơn cô. Tụi con được may mắn là tụi con được sinh ra với một cái chất giọng rất là hợp với cái thể loại nhạc này. Mà mình nghe mình không bị lụy anh. Đúng rồi, nghe rất là mình tươi. Nghe rất là hào sảng, mà cái kiểu mà hát có cái bao nhiêu là cái giọng phát ra hết. Chú rất là thích cái bài hát này của tụi con. Nói chung, cảm ơn đây con. Là một tiết mục hay. Đúng rồi, đây là một tiết mục hay. Trời ơi, lần đầu tiên luôn á. Nhưng như vậy phải nói ra những cái khuyết điểm đầu tiên của tụi con là gì tụi con biết không? Thứ nhất, hát một bài hát xả rác quá nhiều. Cái gì mà trên sân khấu rác không vậy? Mà không dùng tới cái đó luôn. Đúng rồi. Đúng là huấn luyện viên nào học trò đấy đi đâu cũng xả rác. Thưa quý vị khán giả, không biết là bằng cách gì hay là cái ảo thuật phù thuật gì mà chị Nhi đây ngồi đây và có một nhúm lông như thế này. Trời ơi là trời. Không hiểu. Cái trang trí của nhóm chị là phải như vậy em. Cái decor. Em đề nghị là cái nhóm này huấn luyện viên này nè, xả rác quá, mất vệ sinh quá. Bây giờ có cái nhóm này rồi, giờ đi lượm thấy chưa. Thứ hai nữa là gì? Quốc Linh, lỗi của con là gì biết không? Biết. Biết. Có cái đoạn vô đây nè, lo viết thơ cho bạn gái quá quên hát. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn vào được là được. Cho hỏi là cái kỷ vật mà con muốn viết gửi tặng cho cái cô này là cái gì? Dạ, không có cái chí hết. Trời. Nó có cái chí hết. Trời, dễ được. Nói chung là chỉ là một cái nét diễn thôi mà chúng ta tin vào cái việc đó là tụi con quá giỏi rồi. Bây giờ nè, hỡi bố mẹ của hai con. Biết sao không? Kịch bản là dài lắm á. Mà hồi nãy hai bé ra căng thẳng quá anh ơi, căng thẳng. Tất cả các bài nào cũng sẽ có một cái chút nét diễn chút xíu cho cái bài mà nó hay hơn. Tập vở bài kiểm tra để cho cái máy ở trên á nó rọi xuống sẽ đẹp khung hình hơn. Xong rồi em cũng chỉ cho Quốc Linh nhiều nét diễn lắm. Phải đi ra đón rén cái hù bạn nha. Rồi hù bạn lúc miếng thấy bạn hát quá, bạn hát hay quá. Mình quyết định chuẩn bị đi ra hát song ca với bạn đây. Là diễn tâm lý nhiều lắm đó. Xong rồi cái khúc mà vô trong đó là hai bạn chỉ bài với nhau. Ai vô đây cho tôi hỏi cái bài này là gì vậy. Rồi là bạn bé Nhi sẽ chỉ về cái bạn Quốc Linh sẽ chỉ không hiểu gì hết. Xong rồi bạn hoa phượng với nhau nữa. Xong rồi con bị nhớ nhiều quá thì cái đó là lỗi của em quên dặn con. Nếu mà chị không nói là em mọi người cũng không hẳn là biết hết đâu, tại vì các con dễ rất là ngây ngô, rất là dễ thương. Dễ đúng thương rồi. Mà Nhi nhìn chân chất ha, nhìn lúa lúa đúng rồi dễ thương lắm. Cứ vậy đi con, chẳng có bị sao như vậy nha con. Đó là một cái điểm riêng của con mà không ai cũng có đâu. Nhưng mà sau này nào Quỳnh Nhi không ăn hiếp Quốc Linh nữa nha. Ôi cha, ăn hiếp đúng không? Mỗi lần hát sai là đâu, mình làm lại thử coi, bạn hát sai đó, mình làm thử coi. Quỷ Hà hát sai. Mắc cỡ kìa, ông mắc cỡ kìa. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Và chúc mừng tụi con có một tiết mục quá là tuyệt vời ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn chị.
Ủa, trực nhật thôi. Nào, dọn rác sân trường. Kiểu này không được, bởi vậy thấy chưa, học sinh ngoan là phải làm hết tất cả những cái công việc này. Dạ, có cần lấy đồ lau nhà luôn anh? Dạ không, này sân trường lau nhà chứ anh. Dạ. Tìm lại đi hãy tìm lại cho mỗi người, để ta không thấy ta như lúc này. Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài, vì ta chẳng muốn nhìn khác, đôi mắt luôn tìm tìm về. Người nhếch môi cười, người như như hụt hẫng, người khóc trong lòng hết rồi. Minh Hằng nhiêu tuổi con? Dạ 7 tuổi. Wow. À, như con nhái mà sao hát như con cá mập vậy con? Rất là máu lửa luôn. Bây giờ nè là nghe cô Hoa Minzy nè chia sẻ nè, xin mời cô. Tất cả tiết mục của chú Trung mà em cảm thấy là phục anh ở chỗ là tiết mục nào anh cũng dàn dựng biểu diễn hết sức là công phu á.
Tại vì cái vòng đầu này em vẫn muốn các con tập trung vào giọng hát nhiều hơn. Nhưng mà xem tiết mục của anh xong là em thề luôn, những vòng sau là em phải đầu tư tập trung nhiều hơn để các con tiết mục. Chưa làm cái gì đó nghe, chưa làm cái gì đó nghe. Ý là anh nghĩ chưa là... làm cái gì mà anh còn đã như vậy rồi. Chị mới là chị anh làm mà làm cái gì, gì chắc anh bưng nguyên cái nhà lên trên đây quá anh. Hai con là đối lập chiều cao nè, nhưng mà giọng hát đều rất là nội lực. Còn bé nhỏ mỗi khi con bỏ nhỏ cái đoạn mà cái câu gì hết mệt rồi. Bảy tuổi mà làm như là thôi nửa bao nhiêu tuổi rồi mà đi biểu diễn có kinh nghiệm lắm luôn á. Con hát cái câu mệt rồi là khán giả nghe mệt thiệt. Mà sau cái mệt đó là con đẩy khán giả lên tên tột đỉnh luôn. Mà rõ ràng cái việc mà lựa chọn cái ngoại hình này của chú Trung á, nó tạo cái sự tinh nghịch cho cái bài này. Cái sự dễ thương đây là gì? Thật sự là hai bé không biết đàn đúng không? Nhưng mà mình có hai cái đạo cụ là hai cái đàn để chi? Để mình cảm nhận mình là vừa là ca sĩ mà vừa là nhạc công nữa. Vậy thì còn tuyệt vời gì bằng nữa. Chúc mừng con về với đội của chú Trang Trung. Trang phục rất là đẹp nữa. Rất hài cô Khải Như ạ. Cái bài hát này á, đầu là nó kiểu mà nó thổn thức. Với cái tuổi của con mà con chọn cách hát như vậy, cô cảm thấy rất là lo. Bởi vì thật ra đó là một cách hát của một người từng trải. Nhưng mà khi mà hát một hồi cái tự nhiên cái tôi quên mấy cô này nhiêu tuổi luôn. Nó có một cái sự là cuốn hút. Nếu mà nói nó mà nó hoàn hảo thì thật sự là nó không hoàn hảo. Nhưng nó làm cho cô xem không? Cô xem. Thích không? Thích. Hay không? Hay. Vỗ tay không? Vỗ tay. Yeah. Bản thân chú thì chú thích những cái gì mà nó không có vẻ nhìn vô thì nó có vẻ là không hợp. Nhưng mà vì nó không hợp thì nó mới là chất chứa những cái điều thú vị. Cảm ơn tụi con. Hai cái tạng người này khác nhau hoàn toàn, đối lập hoàn toàn, nhưng hai giọng hát rất là hòa quyện. Dạ con cảm ơn chú. Để bây giờ là anh Trung mắc nói lắm rồi nè. À để cho cô Nhi nói trước nha. Thật sự lúc chú Trung ghép hai con lại với nhau á, cô Nhi nó chết chưa, rồi ghép gì, rồi hai con cái ngoại hình như vậy rồi bây giờ làm sao, bây giờ rồi không biết người sao nữa. Người ta phải nhìn vô cái điều đó liền luôn á. Đúng rồi, nhìn hai con giống như là một nhóm nhạc gia đình vậy đó, rất là gần gũi, rất là thoải mái, rất là dễ thương. Hôm nay cô chúc mừng hai con nha, hôm nay trình diễn rất là tốt. Dạ con cảm ơn cô. Hai con làm rất là tốt. Đúng những gì chú muốn là sung nhưng mà phải tiết chế lại, sung trong tâm chứ không phải là đứng giật nhiều sung ở trong tâm. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Đào tay chúc mừng cho hai tụi con với một ca khúc rất là máu lửa vừa rồi. Vé số đây, vé số đây. Cô chú ơi mua giùm con tờ vé số với. Mua giùm con tờ báo với. Báo đây, báo đây. Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên trên trần gian thôi. Đời chưa nghe vui, từng đêm nghe tiếng gió reo cho lòng nao nao. Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành như áo xanh hồi đời. Ngủ ngoan em tôi, mồ hôi ấy nước mắt rơi của mẹ tôi rơi. Ngày sau ai hay đời em với chiếc áo xanh có nhiều yên vui. Cầu xin cho sớm mai cuộc đời em thơm lành như áo xanh hôm nào, như áo xanh hôm nào, như áo xanh hôm nào. Dù chiếc áo ngày mai giờ sẽ phai màu, ôi áo xanh như đời, ôi
tràng hoa tay cho Ngọc Nhi, Ngọc Ánh và Bảo Hưng. Chị Như ơi, chị Như xung phong, mời chị ạ. Như nhìn tiết mục này như bị xúc động. Tất cả mọi người ai cũng đầy đủ hết thì bỗng nhiên xuất hiện ba cô gái này, với sự khao khát một cái tiếng nói của những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ ngoài đường. Ai cũng có ước mơ, ai cũng có quyền khao khát được sống, và tụi con đã làm được điều đó. Tụi con biểu diễn, cô cảm thấy không phải là một nghệ sĩ, một ca sĩ hay là một thí sinh đang hát trên sân khấu, mà tụi con đang hóa thân thành những nhân vật, những trẻ em cơ nhỡ đó mà hát lên tiếng nói của mình. Cô không biết sao nhưng mà cái bộ trang phục đó làm cho các con bất cần. Các con hát một cách rất là bất cần, kệ nó, sao cũng được, miễn sao mà cảm xúc của mình tới đó là được. Và thật sự là cảm ơn ban nhạc. Ban nhạc đánh tiếng trống như là tiếng nhịp tim vậy đó, thùng thùng thùng, nghe đã đời. Và thật sự em rất thích tiết mục này. Chúc mừng anh, chúc mừng dạ, chị. Dạ, con cảm ơn cô. Một điều mà chú bổ sung vô ý của cô Khải Như một xíu là chú thích một điều ở cái tiết mục này của tụi con á, là ba đứa ba chất giọng và cách xử lý khác nhau hoàn toàn. Cái sự không đồng đều đó nó lại rất là hay, tại vì là những cái đứa trẻ này á, chắc chắn nó không thể nào cùng một mẹ sinh ra, nó là những cái mảnh đời mà nó ở khắp nơi, và ba con gặp lại nhau ở trong cái câu chuyện đó, là gặp lại ở trong cái hoàn cảnh đó và cùng nhau hát về cái bài hát đó, một biết một hát dễ chịu, mang cảm xúc và dễ mang nhiều cảm xúc. Cảm ơn tụi con. Xin được cảm ơn Thanh Duy và chị Khải Như. Xin mời Huỳnh Lập ạ. Không có gì ghê gớm hết, chỉ cần mỗi bé một cái đạo cụ thôi, một cái áo đơn sơ thôi, là mình có thể thấy được rõ ràng và chân thật nhất những gì mà các bé được thể hiện qua bài hát. Có nghĩa là tụi con mang những cái mộc mạc của tụi con lên đây, và tụi con trình diễn hết tất cả những gì mà tụi con có trong cảm xúc, thì tự nhiên những cái mộc đó đến với khán giả nó vô cùng nghệ thuật. Chẳng cần phải trình diễn thêm bất kỳ hay phô ra những cái kỹ thuật gì hết. Để làm chi? Để mình cảm giác trân quý những gì mà mình đang có, và mình thật sự muốn chia sẻ, đồng cảm vô cùng sâu sắc đến những bạn kém may mắn hơn mình. Và đây là một tiết mục phải nói rằng là vừa nghệ và vừa nhân văn nữa. Chú rất thích tiết mục này. Cảm ơn chú. Xin mời cô Hòa Minzy. Cô lại phải hơi khó tính một tí đấy. Thật sự cô bị ám ảnh cao độ kinh khủng. Cô vẫn cần phải các con hát hay và đúng cao độ. Cái đoạn đầu ba con hát cái phần của mình ấy rất là hay. Nhưng mà đến cái đoạn mà cả ba con cùng hát vào với nhau ấy, thì cô cảm thấy là cái cách xử lý của ba con nó chưa được cái sự hòa quyện, nên cô nghe vẫn có một cái bạn giọng bị to quá, có bạn bị giọng bị lấn quá so với hai bạn còn lại. Đáng nghĩa ra nó sẽ đã hơn rất là nhiều, nhưng mà nó chưa được đến cái mức mà cô mong muốn. Tất cả những cái này là những cái rất quan trọng trong cái sự nghiệp và tương lai. Cô mong là các con nghe và hiểu tất cả những điều cô Hòa nói nha. Cố lên. Cảm ơn cô. Nãy giờ anh Trung và Diệu Nhi ngồi lắng nghe cũng khá là kỹ đúng không ạ? Vì ý kiến nhận xét của cả hai đội còn lại. Còn bây giờ thì sao, Diệu Nhi? Đến ngày hôm nay á, nghe tụi con trình diễn á, thì thật sự cô Diệu Nhi cũng rất là cảm xúc luôn. Nhưng mà cô Diệu Nhi phải tiếp tục tập trung để coi tụi con diễn như thế nào, hát như thế nào. Nhưng mà cô Hòa Minzy nói đúng, tụi con phải tập trung hát nhiều hơn nữa. Mặc dù là cô Diệu Nhi cũng không, trong lúc tập cô Diệu Nhi cũng không muốn là góp ý tụi con quá nhiều về cảm xúc. Chắc chắn khi mà mình đã quen hát rồi mà kêu diễn quá nhiều là sẽ gây cho mình mất tập trung lắm. Cho nên cô Diệu Nhi vẫn cứ để cho tụi con muốn rao tự nhiên như thế nào tụi con cảm thấy thoải mái là được. Cho nên ngày hôm nay tụi con đã có một cái buổi diễn rất là thành công. Chúc mừng ba con. Từ đầu chương trình tới bây giờ thì các cặp đôi khác luôn luôn có ý kiến với anh Trung rằng là wow, rất là nể anh bởi vì nhiều ý tưởng quá trong cái phần này, vòng hòa thanh. Còn đây là ý tưởng như thế nào ạ? Khi mà chú nhận lời tham gia chương trình này, chú có cảm ơn cô chú. Chú có một cái lời thề với bản thân mình, một cái lời hứa, nếu mà Hồ Việt Trung không làm được gì cho tụi con, nên trò trống không dạy cho tụi con được những cái gì mà chú biết, chú sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ một game show nào nữa. Cảm ơn tinh thần rất quyết liệt của anh. Và chúng tôi sẽ chờ đợi những tiết mục của các bé trong đội của anh trong những vòng thi đấu tiếp theo. Còn ngày hôm nay thì tụi con thân mến, rất nhiều cảm xúc được chia sẻ ở phía dưới. Quý vị khán giả cũng dành cho con những tràng pháo tay thật lớn. Và chúc mừng tụi con một lần nữa với bài hát Áo Xanh ngày hôm nay. Phải nói ngày hôm nay với tâm sự của Hồ Việt Trung cùng với sự cố gắng của bạn Diệu Nhi đã giúp cho tất cả chúng ta có thể nhận thấy một điều, những tiết mục vừa rồi trên sân khấu là những cống hiến hết sức. Vậy
Ngay bây giờ sẽ là kết quả, ai sẽ là người đi tiếp và ai sẽ là người dừng lại. Một tràng hỗ tay chào đón những chiến binh quay trở lại sân khấu. Xin mời các con. Rất nhiều màu sắc, vẫy tay chào nào. Và những màu sắc này tượng trưng cho tinh thần của đội mình đúng không ạ? Và ngay bây giờ, trước khi đến với kết quả, không biết anh Trung cùng với Diệu Nhi có muốn chia sẻ gì với các con không ạ? Sau cuộc thi ngày hôm nay, chú đã làm hết tất cả những gì khả năng chú cho tụi con rồi. Chú biết rằng khi mà công bố cái kết quả này ra, những người vào rất là vui, những người không vào rất là buồn. Cái cảm xúc đó không chỉ có tụi con không, mà người sau lưng tụi con còn khó chịu gấp trăm ngàn lần, đó là chú. Nhưng mà quy luật của cuộc chơi, phải có người thắng, kẻ thua. Cũng như cái lời của cô Diệu Nhi, cô Thả Như nói, xin được cảm ơn tất cả các anh chị phụ huynh đã cùng chung tay với Hồ Việt Trung để rèn luyện cho các cháu, để có những cái tiết mục cống hiến ngày hôm nay. Chú biết tụi con tập luyện nhiều, rất là mệt, nhưng đứa nào cũng cố gắng hết. Những người vào bên trong thì rất là tốt rồi. Khi bị loại rồi về, cần chú giúp cái gì thì cứ chú rất sẵn lòng giúp đỡ tụi con sau cuộc thi này. Giúp bằng hết mình, cần tập luyện hay cần cái gì đó thì chú Hồ Việt Trung sẽ hỗ trợ hết mình cho tụi con. Sẽ có 8 bạn vào và 7 bạn ra về. Bây giờ thì cái phần này chú xin nhường được câu Diệu Nhi. Dạ, cảm ơn chú Trung rất nhiều. Bây giờ gia đình của mình hãy hô thật là to. Ngày hôm nay tụi con trình diễn, cái phần trình diễn của tụi con có thấy đã không? Vậy thì bây giờ cô Diệu Nhi sẽ đọc ra 8 bạn sẽ tiếp tục bước vào vòng trong nha. Và 8 bạn được cô Diệu Nhi đọc tên sẽ bước lên phía trước. Và những bạn còn lại vỗ tay chúc mừng cho 8 bạn của mình được tiếp tục bước vào vòng trong ha. Đồng ý, vỗ tay một cái ạ. Đầu tiên, cô chúc mừng bạn Hoàng Minh. Chúc mừng Hoàng Minh. Thứ hai, cô chúc mừng bạn Thanh Thủy. Thứ ba, cô chúc mừng bạn Kim Anh. Bạn thứ tư, chúc mừng Hà Vi. Quốc Linh, chúc mừng con. Quỳnh Nhi, chúc mừng con. Chỉ còn lại hai bạn thôi. Cô sẽ đọc tên hai bạn được chọn tiếp theo liên tiếp luôn nha. Và hai bạn đó sẽ bước lên phía trước. Xin chúc mừng Minh Hằng và Ngọc Nhi. Vậy là chúng ta đã có 8 cái tên đến từ cặp đôi Hồ Việt Trung và Diệu Nhi sẽ bước vào vòng trong. Một tràng hỗ tay thật lớn, xin được chúc mừng các con. Và cảm ơn các bạn còn lại đã rất là nỗ lực và cố gắng trong khoảng thời gian vừa qua. Một tràng hỗ tay thật lớn được không ạ?
Trong tập 7, vòng hòa thanh chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí sẽ là những tiết mục đầy màu sắc đến từ đội huấn luyện viên Thanh Duy và Khả Như, tươi trẻ. Mây vương khói chiều, sư huynh đẹp yêu kiều, ngỡ ngần lòng du khách những chiều xưa. Sôi động. Ngày xưa nuôi hiền, nên níu chân mây lại đây. Và điều gì đã dẫn đến cuộc tranh cãi giữa các huấn luyện viên? Anh Minh Sầu muốn hại tụi em. Trời ơi là trời. Em đừng nhấn vào nỗi đau của chị nữa. Tôi đi về nhà. Tất cả sẽ có trong tập 7 chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí. Xin chào, Minh Sầu được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí mùa 3. Chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí mùa 3 do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Ngày hôm nay lại là một tập thi đấu mới, đây là vòng hòa thanh. Chúng ta lại cùng nhau chào đón một không gian rất tươi mới, đầy chuyên nghiệp và đặc biệt hơn hết là có rất nhiều cái niềm đam mê đến từ các bạn nhỏ. Ngay bây giờ sẽ là những tiết mục đến từ các chiến binh nhí rất là tài năng, đến từ cặp huấn luyện viên năng động và cá tính nhưng cũng rất là chiêu trò, đó chính là Thanh Duy và Khả Như. Tất cả chúng ta sẽ dành một tràng hỗ tay cho bài hát Xuân và Tuổi Trẻ ngay bây giờ. Xin mời. Xuân thắm tươi em tung bay cao tiếng trời, vui sướng đi cho tiếng ca vui dèo.
mấy xuân êm đềm muôn tiếng ca, hát vang hòa lòng thêm hăng hái, hát vang lên đầy tàn thắm tươi. Tết xuân huy hoàng mùa sáng hoa, tết xuân êm đềm muôn tiếng ca. Giang Hi, Yến Vi và Lan Anh. Dễ thương quá. Trời ơi, một vườn hoa trên sân khấu luôn. Dễ thương quá. Một tay trái mình cầm váy xòe ra một tí xíu, mình nhúng chân bên đây. 2, 3, chào. Trời ơi, muốn tan chảy. Cái đó là ba bông hoa nhỏ, này là bông hoa bự. Bông hoa bự rồi đó hả chị? Anh biết là cảm xúc của hai đội còn lại như thế nào? Mặc dù là mùa xuân Tết đã qua rồi, nhưng mà nãy nghe cái bài này cảm giác chỉ mới có 29-30 Tết thôi á. Tụi con dễ thương, chịu không nổi luôn. Kiểu gì nào, kiểu đó. Ừ, cái kiểu đó. Học thuật dạ, nhạc hay sao anh? Tươi mới. Nhưng mà khi mà mấy con nhảy á, có một đoạn bé Vi đứng chính giữa, mà lúc mà con nhảy mà con hát á thì con nhảy quá nhiệt tình á, cho nên giọng con nghe hình như nó hơi bị run run so với hai bạn còn lại. Cho dù mình nhảy thì mình cũng khều nhẹ nhẹ thôi, tại vì quan trọng mình nhớ mình hát nha, miễn sao đúng nhịp là được rồi. Nhảy mà khều nhẹ nhẹ là sao? Nhẹ cái động tác của ta hồi nãy là động Nhi em làm dạ. Em làm thử. Nhi nãy động tác của mấy bé nãy là bật mà nhẹ nhẹ khều khều rồi nhảy. Đúng sao? Rồi, tại vì con còn nhỏ cho nên con chưa có kinh nghiệm bằng mấy cô mấy chú là điều tiết được cái hơi bụng của mình á. Đâu cô Nhi điều tiết coi. 2, 3. Ví dụ như 1 tà 2 tà 3 tà 4, mấy bạn làm 1 tà 2 tà 3 tà 4 thì con chỉ cần 1 tà 2 tà 3 tà 4, tập trung vào giọng hát của mình là được rồi. Mà tổng thể dễ thương chịu nổi luôn, như công chúa thật sự luôn á. Cảm ơn con. Vậy là khen mà. Trong ký ức của em á là các bé nhảy rất nhẹ nhàng nhưng có tăng động như chị. Đúng rồi. Tại vì chị, hai bên này kêu làm ví dụ. Dĩ nhiên có một cái từ rất là sợ luôn. Quệnh. Nãy giờ em đâu có nói từ quệnh. Nhưng mà Diệu Nhi có một cái từ quệnh, rồi bữa nay tôi phát hiện nó có từ khều nữa, tôi không biết là gì. Nhảy mà quệnh là sao luôn. Ý của chị Nhi em hiểu. Ừ, nói giùm chị đi em. Khi mà các con biểu diễn ấy, các con không để tâm đến cái mic. Mặc dù các con đang hát như này nhưng mà vừa hát vừa phải biểu diễn khiến cái mic của các con nó bị không đúng vị trí nữa, thì cái giọng hát của các con nó sẽ không được đúng cái âm lượng cần phải phát ra. Hay quá, cảm ơn Hòa nha em. Ý của chị là như vậy luôn á. Trời ơi, hay quá. Vậy để anh Trung nè, bây giờ anh Trung nè. Bài hát này chú Thanh Vi làm cho tụi con rất là thông minh. Lúc đầu thì tụi con hát theo điệu van nhịp 3-4, nhưng sau đó thì con hát theo disco nhịp 4-4 thì nó sôi động hơn. Nếu mà có thể thì cho chút xíu bè cho chút xíu. Khúc cuối thì có, nhưng mà khúc đầu á thì hơi ít, bài hát đã hoàn chỉnh. Nhưng mà theo chú nghĩ là chú Thanh Duy cũng có cách xử lý của mình. Tại vì chú Thanh Duy muốn là bài hát này không muốn làm khó tụi con, muốn tụi con ra một chất dễ thương. Nên là tụi con hát dễ thương vậy đi. Anh Trung, em lại bênh các con nè. Vừa nãy là do các con hồi hộp, em nghĩ như thế đấy. Và cái mà không bè như thế là để phô diễn hoàn toàn giọng của các con. Bởi vì bắt đầu từ đoạn thứ hai là các con đã bắt đầu bè với nhau rồi và không thể hiện cái giọng của mình nhiều nữa. Cô chỉ tiếc một đoạn đầu một xíu thôi là các con hơi hồi hộp, cho nên là mình không có hát đúng được cái mà mình đã tập á. Tự tin hơn để chúng ta có thể thể hiện tốt nhất những gì mà đã được dạy nha. Rồi chú Lập, sao chú Lập? Các bé như trình diễn cho khán giả xem. Và bây giờ mình như là khán giả rồi, mình xem vô cùng thoải mái. Và rõ ràng giống như là chị Diệu Nhi nói, nghe cái bài này xong muốn về cúng giao thừa liền với ông bà gia mẹ. Chúng ta có khoảng thời gian gì nè, rất là sợ nghe bài xuân sau khi đã hết xuân. Mình nghe cái mình nhớ xong mà mình nuối tiếc. Nhưng mà cách mà mình khều lại cái ký ức khều, mình á, khều em ơi, gọi cái cách mà mình móc cái ký ức mình lại, mình gọi lại. Mình triệu hồn ký ức quay về đây. Em rất là thích cái cách xử lý của anh Duy. Chúng ta nhẹ nhàng từ từ thôi, rồi chúng ta bắt đầu nâng tiết tấu lên, càng ngày nó càng sôi động hơn nữa. Thì ban đầu mình lớ ngớ lờ ngợ là ý là có nghĩa rằng là chưa có quen hát từ từ rồi xong rồi đó, cái từ cái bắt đầu mình tinh dần mùa xuân đang đến, và cuối cùng là mình cảm nhận hoa là mùa xuân nở. Đang ở đây luôn, ba cái nhánh hoa đào. Trời quá đẹp ơi, dễ đúng không lắm. Cho nên rằng là chính tụi con nó mang lại cái thanh xuân, cái sự vui vẻ rất là thú vị trong cái chương trình ngày hôm nay. Và chúc mừng tụi con đã hoàn thành xong phần thi của mình. Yeah. Mình xuống ngồi dưới là thấy các con trên này nhún nhảy là cũng muốn nhún nhảy theo. Có vụ nhún nhảy nữa đó. Nhắc mới nhớ, em không nghĩ rằng là các bé nhảy trong cái phần thi này. Cái bài hát này là cái bài hát để chúng ta nghe, chúng ta mường tượng, chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta trải mình trong cái mùa xuân. Các bé nhảy một cái đường nhảy rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Và tự nhiên bây giờ em muốn lo hết tất cả những huấn luyện viên lên nó nhảy cho các bé. Mình xuống cũng muốn lên đi ạ. Dạ. Thương lắm. Ông anh Duy là người biết rõ nhất cái này. Dễ lắm. Nó bị chung với Diệu Nhi luôn. Đây, nè. Các
cái đầm này rất là hợp với lại cái điệu lắc ở trên đó. Hai cái đầm hai bên rất là phù hợp, nhưng mà riêng cái chổi lau nhà như là cái chị Nhi là hơi bị chật. Lệ Nhi của mình đứng phía sau nha, và các bé làm cái gì làm theo đó nha. Không, chị động tác trước. Cái này là con 2 3 4 này đó. 2 3 1 là 2, 3 là 4, 5 là 6, 7 là 8. 2 3 4 5 6 7 8. Rồi mình hát luôn, mình làm luôn nha. Ngày tháng tới bên đời xuân mới, lòng đang say mơ ngủ vui sâu. Xuân về với ngàn hoa tươi sắc, ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng. Ngày tháng tới bên đời xuân mới, lòng đang say mơ ngủ vui sâu. Xuân về với ngàn hoa tươi sắc, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa. Để lòng hồn thương tình mê đắm, ta sẽ vui, ta sẽ vui để xuân tươi. Yeah, yeah. Hay quá rồi, hay quá. Dễ không ngờ quá. Làm huấn luyện viên mà còn học được một khóa nhảy nữa thì còn gì tuyệt vời bằng. Một tràng hô tay cho ba bạn nhỏ được không ạ? Xin được cảm ơn các cặp huấn luyện viên. Chị, wow, chị thấy cái động tác của em sao, động tác này? Thôi chị thấy nó phức tạp lắm. Trước khi mà mình chia tay thì chắc là cho anh với Như nói xíu rồi. Dạ đúng rồi ạ. Như có cái chia gì vậy? Nó làm sao? Cái gì vậy? Cái này là động tác quýu. Đúng rồi. Nãy em mới sáng tạo động tác hay lắm chị. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4. Gây rối chương trình quá rồi. Bây giờ cô Khả Như sẽ nhận xét về cái phần biểu diễn. Ừ đúng rồi nha. Đầu tiên là cô rất là sướng khi mà trong đội của mình lại có ba thiên thần đáng yêu như vậy. Mình cũng vinh hạnh, cũng may mắn lắm. Tại vì cái điệu nhảy tụi con vừa nhảy đó là cái điệu nhảy mà cứ chơi với Thanh Duy là bị nhảy. Ai mà chơi với Thanh Duy là đều bị nhảy. Chính xác là vậy luôn. Mà luôn luôn bị nhảy, nhưng điệu nhảy này bài gì cũng nhảy hết. Đó. Vậy là những cái điệu nhảy đó có ý nghĩa gì chị? Ngày xưa con nhảy ghê hơn thôi. May là anh ấy không cho vào đây. Đây còn cái điệu nhảy hey 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 hey. Thật không ngờ là trong mắt những người đồng nghiệp, những người em của tôi lại như một con khỉ như vậy. Bình thường cô cảm thấy rất là bực bội, không thấy sao anh Duy cứ bắt em nhảy những cái điệu nhảy đó. Bây giờ em ngồi xuống cho anh nhận xét học trò rồi hả? Nhưng mà hôm nay khi mà thấy các con nhảy vậy, cô mới cảm thấy dễ thương và cô hứa cô sẽ siêng nhảy hơn nữa. Yeah. Ok, hôm nay tụi con đã làm được một cái điều mà chú rất là vui. Bởi vì như hồi nãy mình nói á, bài này đầu bằng nhịp 3-4 và sau là nhịp 4-4, mà rất là khó để các bạn chuyển nhịp. Tại vì nhịp 3-4 mình hát khác mà nhịp 4-4 mình hát khác. Tâm lý của đội mình là gì? Không hề có thi cử và chúng ta sẽ vui chơi với nhau. Và hôm nay tụi con làm được điều đó là tụi con chơi với cái tiết mục của mình. Tụi con tươi như là ba bông hoa mùa xuân vậy. Bốn, tinh bốn, thần đó. Bốn đâu? Chị là cái bập rồi. Rụng. Hy vọng là mình sẽ còn cố gắng hơn. Cố gắng lúc nào cũng dễ thương, tươi trẻ, trong veo. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, vỗ tay lên. Làm lại nè. Ê, ta hai đứa mình nói một từ, mình nói đúng rồi. Cùng hợp với nha. 2, 3. Trong. Veo. Trời đất ơi, hai cái chữ đó không có liên quan lắm. Con thiệt người mà luôn. Kêu trong vắt là sao? Thôi con diễn sao cũng được, miễn hay vậy là được rồi. Đúng rồi, nữa một vỗ tay dành cho ba con nha. Cảm ơn tụi con rất nhiều, chúc mừng. À, dễ thương quá trời, đừng cái đầm đẹp ghê. Chị là lấy ý tưởng từ ba bạn này đúng không? Không, em thấy rằng là ba cái bé đó là mua vải mai còn dư mai ra bộ đồ chị Như đó. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, bây giờ tất cả chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút xíu. Hãy trở về với xứ Huế bằng những cái tình cảm rất là nhẹ nhàng và lãng mạn. Ca khúc Thương Về Xứ Huế. Xứ Huế đẹp yêu kiều, ngỡ ngàng lòng du khách
chiều xưa. Hương giang lững lờ, trăng nước vờn đôi bờ, câu hò vọng xa đưa khúc buồn mơ. Tôi thương nhớ nhiều khi nắng chiều êm dịu, trên đường về thôn Ví vắng điều hiu. Thơm reo núi ngự man mác sầu thiên mù, ai về gửi thương nhớ chốn ngàn thơ. Cho Nhật Quang và Kha Thi. Cái gì vậy?
Chị ơi, bài hát người ta ngọt ngào như vậy mà chị cười. Không, chị cười với anh Duy. Chị cười ha ha. Chị ha. Thật sự phải nói là ngọt ngào quý vị hả? Nếu như đúng ngọt ngào, vỗ tay thêm cái nữa. Mình đang coi truyền hình đúng không? Mình tắt cái hình cái tự nhiên nghe giống hai cô gái hát. Tại vì giọng ca của bạn nam này bay bổng và mềm mại, rất là hay con trai ạ. À, còn bây giờ sẽ là ý kiến của các cặp đôi huấn luyện viên. Bài hát này là Thương Về Xứ Huế. Theo chú Hồ Trung biết là nhạc sĩ Minh Kỳ là chú là quê ở gốc ở Nha Trang. Khi một lần chú ra Huế vì cảnh đẹp của Huế và cái tấm lòng yêu Huế, khi chú về chú đã viết lên cái bài hát này. Và hôm nay cái tụi con hát các chú nghe đủ ba miền luôn. Miền Bắc đầu tiên có lúc hát giọng miền Nam có, lúc giọng miền Trung có luôn. Nhưng mà đó là điều hay, tại vì tất cả ở ba miền đều gửi cái tâm tình mình đến về Huế tốt. Dạ, con cảm ơn chú. Cụm từ ngọt ngào dành cho hai con trong bài hát này là chính xác. Nhưng mà sự ngọt ngào các con bị chia khúc, chia đoạn. Có đoạn giữa khi mà các con hò, người nghe cảm thấy rất là hay. Nhưng mà cái đoạn đầu cô lại chưa cảm nhận được cái đó. Mỗi cơ hội trên sân khấu chúng ta chỉ có một thôi. Cô mong là nếu có cơ hội tiếp theo thì các con hãy cố gắng hơn, có những tiết mục hay hơn. Chúc mừng các con. Cảm ơn, dạ, cô Hà Minh. Thật ra nói về cái phần nghe đối với chú như vậy là đã đủ với cái lỗ tai của chú rồi. Còn về chuyên môn cao thì là cô Hòa có một sự khắt khe hơn. Mỗi sự khắt khe đều có ích cho mình. Về cái phần nhìn thì chú góp ý một chút xíu thôi. Về bạn nam, chúng ta có rất nhiều cách để lựa chọn cái cách mình thể hiện về mặt hình thể. Có thể là mình feel với cái bài nhạc này nó mềm quá, nên đâm ra là cái động thái của mình nó cũng mềm theo bài nhạc. Và cả hai cùng mềm mại như vậy thì nó chưa có cân xứng lắm. Mình biết cân bằng cái điều đó thì cái bài hát của chúng ta sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều. Tình cảm thì tụi con đã thả hồn vào rồi. Khi mà nghe những lời nhận xét của huấn luyện viên, tụi con sẽ về tập nhiều hơn. Không thể nào bắt một ngày một bữa mà tụi con hát hay được, thích cái dòng nhạc này rồi. Thì chú nghĩ là hai tụi con sẽ làm được nhiều hơn như vậy rất là nhiều. Cố lên, cố lên. Cảm ơn chú. Con cảm ơn chú. Và bây giờ sẽ là ý kiến của anh Thanh Duy và chị Khả Như ạ. Đây là một bài hát rất khó. Và tụi con đã hát rất mượt mà. Và cô nghĩ rằng nếu như mà một khán giả nghe để mà có thể chìm đắm, để mà mình có thể thư giãn, thì đây là một cái bài hát đáng để nghe. Tụi con đã cố gắng rất là nhiều. Và hôm nay khi mà hoàn thành xong bài hát này, cộng thêm nhiều ý kiến của các cô chú ở đây, thì đó là hành trang cho mình rất hài lòng về tiết mục của tụi con. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Thanh Duy sẽ nói sâu hơn một chút xíu. Kha Thi á, là ngay từ đầu cái cách hát của bé là hát lẫy cái kiểu mà Quan Họ Bắc Ninh ấy. Để chuyển cho bé mà về lại cái này á, rất là khó. Hôm nay là bé làm, con đã bỏ đi hết cái mà chú đã không thích. Cái lúc mà tụi con tập chú rất là mừng. Cái thứ hai nữa về Nhật Quang á, cho phép Thanh Duy nói tí xíu về cái phong cách mà Thanh Duy muốn huấn luyện. Thanh Duy không muốn các bé phải trở thành một người khác. Bản thân mình là những người nghệ sĩ, mình phải có cái bản ngã của mình. Mình phải có cái phong cách riêng và định hình của mình. Ở Nhật Quang Thanh Duy thấy là cái cách mà bé đang làm như vậy là một cái điểm nhấn trong cái cách trình diễn. Cho nên Thanh Duy không muốn thay đổi quá nhiều. Chỉ cần tụi con thoải mái, tự tin, tụi con mới có thể hát hay và làm tốt được thôi. Hãy là chính mình trên sân khấu thì lúc đó mình mới tỏa sáng được. Tụi con nhớ cái điều đó nha, đừng bao giờ thay đổi. Em nghĩ không bao giờ được đánh mất chính mình, nhưng mà mình nên tìm kiếm một cái gì đó tốt hơn với cái cá tính mình đang theo đuổi. Anh Lập không bảo con phải thay đổi, con phải đứng rất là mạnh mẽ, nhưng con bớt đi một tí là được. Con tiết chế lại để làm mình tốt hơn. Đấy là điều mà mình tôn trọng khán giả, em nghĩ như thế. Đúng. Anh Duy nói rằng là chúng ta cần phải giữ cái bản ngã của mình. Đó là một điều rất tốt. Là bởi vì chúng ta không sống vì người khác. Đúng không? À, chú chỉ muốn chốt lại đơn giản một điều thôi. Có rất là nhiều những bạn hát giống tụi con. Mình phải làm sao để cho mình khác biệt. Cô Hà nói đúng. Mình cần phải điều tiết, điều chỉnh. Yeah, yeah. Tiết chế cho hợp với... Không, bây giờ cái này, đây nè. Để em nói với vị trí là một diễn viên. Tất cả chúng ta đều là nghệ sĩ đúng không? Khi mà chúng ta ở dưới sân khấu, chúng ta có thể là chúng ta. Nhưng mà chúng ta bước lên sân khấu, chúng ta là nhân vật thể hiện cái tác phẩm đó và cái bài hát đó. Các bạn nhỏ nhiều khi cũng chưa thẩm thấu được hết tất cả mọi thứ này. Và đặc biệt cần có sự dẫn dắt bởi những người lớn nữa. Ngày hôm nay thật sự anh Duy, và anh Duy có chiến thuật của anh Duy, Hòa Minzy có cái đóng góp ý kiến của Hòa Minzy rất là chính xác. Nhưng ở đây không có đúng và không có sai. Chỉ có cái là ở tương lai tất cả chúng ta sẽ làm cái gì tốt nhất cho các bạn nhỏ trong chương trình này, được không ạ? Hồ Bùi Trung đứng chính giữa nè. Bây giờ chú nói con nghe không? Dạ có. Có tin không? Dạ có. Rồi, mỗi người đều có một phong cách khác nhau. Đó là định hình của trời ban. Không ai giống ai cả. Đúng. Nhưng tôi chưa mà. Trời, có cái nhưng nữa hả? Nhưng có. Nhưng cô Hòa đang chỉ cho con là chỉ về con phải học hỏi thêm. Dạ. Chứ không phải là kêu con bỏ luôn cái của con. Cái này nó hay nè, mình phải học.
cái này mình bị dở xíu, mình bớt đi. Nhưng mà hôm nay một điều khi mà hai đứa hát song ca với nhau, hai người hát song ca... Thầy, anh nói rất hay. Anh nói rất hay, em đồng tình với em. Ủa, em đồng tình với anh. Em đồng tình với anh. Chú chốt một điều thôi. Không có gì tuyệt vời bằng là một nghệ sĩ có thật nhiều tính cách và kỹ năng để mình có thể lựa chọn cách phù hợp đến với khán giả. Một tràng hoa tay cho Hoàng Missy. Cảm ơn anh Thanh Duy, cảm ơn Hoàng Lộc, cảm ơn. Chúng ta là những người nghệ sĩ, chúng ta là những người rất là nhạy cảm. Và mỗi người sẽ có một cái sự thành công riêng, một đối tượng khán giả riêng và có cá tính riêng. Chúng ta nên tôn trọng điều này. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là tôn trọng các bạn nhỏ, bởi vì các bạn ấy là những điều tuyệt vời mới để chúng ta có thể rèn giũa cho nó tốt đẹp hơn trong chương trình này. Và thôi, chúc cho tụi con sẽ luôn luôn vui và tỏa sáng nhiều hơn nhé. Cảm ơn tụi con, một tràng hoa tay cho hai bạn nhỏ. Dạ, cảm ơn chú. Vô trong đi. Mỗi đứa tô bún bò quế. Rồi hai tô bún bò quế à. Đi ăn đi con, mất sức quá rồi. Đói bụng quá, nhắc đói bụng. Cho cô ăn với. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, cặp đôi Khải Như và Thanh Duy là những người bạn rất là thân, họ giống như mây và núi, luôn luôn bình yên cùng với nhau. Nhưng liệu rằng với âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay, hai bạn thí sinh sẽ giúp cho chúng ta bình yên hay sôi động đầy? Một tràng hoa tay cho tiết mục Mây và Núi ngay bây giờ. Chẳng mỏi mệt đến lúc có cơn gió thật là thổi mây trở về bên đôi kia, nơi mình đến đây thật nên thơ, chung quanh nước cao gần bên mây, núi cứ đứng yên đến hiền hòa làm cho mình ngập ngừng không rời xa. Từ ngày mây ghé qua trời bóng xanh thêm lời ca, mây làm núi âm bao ngày qua thiết tha, lời cọp cây nao rằng mây núi bên nhau thật vui. Ôi, tình bạn của mây núi thần đẹp tựa em biết đâu đây. Chẳng đổi thay, nhưng nay sắc mây đã đổi màu. Có những lúc mây buồn một mình, thả trôi đôi vui bên làn gió. Ai hay nước kia buồn xanh sao? Trong thấy sắc mây lòng đầm ngồi. Núi cứ biết đâu đến lúc một ngày là mây buồn trở từ xa đi xa. Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây. Nay mây muôn khiêu dù cùng cơn gió kia. Ở thì mây cũng buồn. Hãy subscribe cho
gì mà quậy dữ vậy? Không có bình yên xíu đâu nào luôn. Đâu phải thi hát, tình nó thì thú hề chứ xin không. Dễ thương, y chang hai người này luôn. Bởi vậy, nhỏ. Ừ đây là Thanh Duy lúc nhỏ, phải không? Đây là Khả Như lúc nhỏ. Đúng rồi. Tao y đúng vậy luôn á chị. Tinh nghịch dễ sợ. Chú Lập ơi, sao chú đứng lên luôn rồi chú? Tại vì thích á, thích được hóa thân á. May mắn cho các con là con đến với chương trình này với những cái bài hát mà cần cái sự hóa thân, là tất cả các cô chú huấn luyện viên cho con hóa thân một cách thoải mái luôn. Ban đầu chú nghe cái bài hát này nó khá là an toàn, là bởi vì mình nghe vu vơ, nghe vui vui mỗi ngày được, thì làm sao có thể phô được những cái kỹ năng của tụi con. Nhưng mà rất là phục, rất là cảm ơn chú Duy cũng như là cô Khả Như đã biết cách khai thác tụi con. Từ đầu cái chương trình tới bây giờ mình là một cái màu riêng biệt nha, vui chơi với âm nhạc. Con tin tụi con là người tiền sử, và tất cả mọi người đang nhìn lên giống như đang xem một cái chương trình ngày xưa. Tụi con đang kể về sự hình thành của mây và núi, của thiên nhiên, của trời đất, của âm dương hòa hợp. Chưa có hát nha, bước ra với hai tạo hình này thôi là đã khiến cái sự tò mò đối với những cái bạn cùng trang lứa với tụi con nữa, là rất là chịu nghe tụi con hát, là bởi vì nó rất là thú vị về mặt hình ảnh. Và trong đó có một cách xử lý chú rất là thích luôn. Có một đoạn tụi con hát giọng nam. Rồi mấy nơi phương nào đời bao nỗi buồn cho nuôi. Ờ, con vô tăng á, vô dây đờn á, dễ thương lắm. Đi xuyến này kia kia nọ nữa. Đó, và chú cảm giác là tụi con không còn có miếng áp lực nào trơn. Có thể là dùng cái từ là điên khùng và thỏa sức hết mình luôn á. Nó rất là dễ thương. Rất là cảm ơn tụi con. Và đây là một tiết mục chú cực kỳ thích. Nha. Cảm ơn chú Thành Lập. Cả tình âm nhạc mà tất cả các tiết mục của đội anh Thanh Duy và chị Khả Như mang tới cho chương trình ra một cái màu rất là riêng biệt, và nhìn vào là người ta biết ngay là đội của anh Thanh Duy trình diễn rất là lạc quan, rất là yêu đời. Các con phải cảm thấy rất là may mắn vì vào được đội của hai cô chú huấn luyện viên luôn luôn mang lại một cái màu sắc rất là đặc biệt. Các con hãy cảm ơn huấn luyện viên của mình thật là nhiều vì đã mang cho bọn con một tiết mục thật sự được đầu tư hết sức là có tâm, và để cho bọn con được rong chơi với âm nhạc, bọn con được thỏa sức làm những điều bọn con muốn. Hãy cảm ơn cô chú ý nha. Cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ là phải mời anh Trung với lại Triều Nhi chia sẻ, xin mời. Ý em có mấy cái ý em muốn nói á, mà bé Lập cũng đã nói hết. Ủa, nói hết luôn em, hả? Nói cả cái lúc mà đi xuyến giờ mây đang phương nào đó. Wow. Nói lúc đó luôn. Chị hát từng đấy câu nghe hay ghê luôn á trời. Chị hát hai câu là hay nhất, mà chị hát câu thứ ba là nó banh cái bài người ta liền. Thật sự dễ thương lắm. Cái bài hát này là rất là lâu rồi. Cái bài này là cả một tuổi thơ của cô Diệu Nhi. Đây là ngày xưa là các anh chị trong nhóm nhạc The Bells hát. Ủa, cô Diệu Nhi thích lắm và ngày nào cũng hát luôn. Cho nên khi tụi con vừa hát lên là cái hồi ức tuổi trẻ của cô Diệu Nhi sống vậy, là cô Diệu Nhi đứng dậy hát nhép theo tụi con liền. Cô bất ngờ nhất là lúc tụi con đi xuyến như vậy nè. Nó dễ thương, mình không có nghĩ tới là anh Thanh Duy với lại chị Khả Như đã xử lý tụi con như vậy. Tôi dạ, xử lý bài hát nha, xử lý tụi con. Xin lỗi, tại vì cô đang bị nhập tâm vô tụi con quá, dễ thương. Chưa kịp sáng đèn nữa, trong bóng tối cô thấy hai cái đầu xù xù là cô thấy trời ơi cái gì vậy, dễ thương quá đây nè. Là có cái để mà khán giả họ trông chờ vào cái phần trình diễn của tụi con rồi, cho nên chúc mừng tụi con nha. Cảm ơn cô ạ. Khi mà nghe tụi con hát bài hát này, chú nhớ lại cái thời mà bắt đầu vô sự nghiệp năm 2003. Anh chị nhóm The Bell đã hát bài này rất thành công, mà lúc mà đã hát là đứng ở dưới ngồi vỗ tay theo, thích lắm. Nhưng mà cái điều hôm nay mà người sướng nhất á, không phải là ở đây, không phải là Thanh Duy, không phải là Khả Như, mà là anh Vĩnh Tâm. À, kính thưa quý vị, anh Vĩnh Tâm là người sáng tác bài hát này. Tác giả của bài hát. Nhạc sĩ sáng tác của bài hát này. Bài hát này. Và đây là người đã sáng tác ra cái bài hát Đi Vào Thanh Xuân của chúng ta, đúng không? Cảm ơn anh Vĩnh Tâm luôn nè. Ngoài cái bài đó ra nha, anh còn bài Hãy Để Cho Em Ngày Mai nữa. Rồi có một ca khúc nữa mà đó là bài hát của ca sĩ Quang Vinh hát, Tình Yêu Tìm Thấy, đúng không anh? Ôi tình say mình ngọt ngào không? Đúng rồi. Bằng tiếng guitar, cái tiếng guitar lúc đó của anh đi nè, trời chết người. Chết rồi. Ông này. Anh Sư, phải nhắc các con phải cực kỳ thấy biết ơn vì đã được tham gia một chương trình mà có các chú ban nhạc cực kỳ xuất sắc như thế. Yeah. Trời ơi, nguyên một ký ức còn đi học nó ùa về. Lên đây hết, lên sân khấu hết giùm em. Anh Tâm ơi, cho em hát. Trời ơi, ngày xưa mê bài này lắm. Đúng rồi, sân khấu hết cho em. Trời ơi, chết rồi. Ngày xưa em với bạn em ba đứa bạn luôn. Một năm mỗi người đóng từng thành viên trong đó rồi. Quấn mền, quấn đồ. Ủa dạ? Giờ hôm nay em quấn cái gì? Sao bài đó mà em quấn mền vậy? Thật sự luôn á. Thế bây giờ nè, chúng ta sẽ có một tiết mục top ca khúc này. Ngày hôm nay sẽ là một tiết mục đặc biệt nhất thế giới, tái hiện lại không gian ký ức tuổi thơ với ca khúc Mây và Núi tập thể. Xin mời bán nhạc. Tăng 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 tăng. Hey ho. Nhảy nha. Xưa mới vẫn hay thường lang thang,
khắp nơi chẳng mỏi mệt. Đến lúc có cơn gió thật là thôi mày trở về bên đồi kia, nơi mới đến đây thần nên thơ, chung quanh nước cao gần tên mày, núi cho đến thiên đến hiền hòa, làm cho mình mưa không rời xa. Từ ngày mây ghé qua trời bỗng xanh thêm lời ca, mây làm nỗi âm bao ngày qua thiết tha. Lời cỏ cây nói rằng mây núi bên nhau thật vui. Gầm ngồi nói cho biết đâu đến là một ngày là mày muốn thật tự do đi xa. Vì ngày xưa nuôi hiền nên níu chân mây lại đây. Hey này, mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia. Từ khi mây không buồn nhưng núi kia đau buồn hơn. Mây đi giờ có cây chẳng còn hồn nhiên. Chậm là khúc nào vậy ta? Khúc này hát chậm nè, hát chậm giờ mấy đang phương nào? Hai ba. Giờ mấy đang phương nào để bao nỗi buồn chôn vùi? Mai có hay đằng đây mũi đang ngả buồn? Những núi luôn mong chờ ngày kia sẽ có một cơn gió mang ngang mây trở về lại bên. Chia sẻ lời xin lỗi sâu sắc của em. Dạ. Tại vì để cho hai con em của em lên hát phá bài của anh quá. Cho em hỏi là cái cảm giác của anh khi nghe cái bài hát này với top ca ngày hôm nay nè. Mời anh. Vui quá, xém khóc rồi. Dễ thương, mình đã hát tay cho nhạc sĩ Vĩnh Tân. Không có gì sướng bằng cái chuyện mà hát cái bài yêu thích mà hát dằn mặt nhạc sĩ hết em. Thôi cầm rút về chứ còn nói gì nữa. Tụi con lên sân khấu lại. Thôi vui quá, vui quá. Các bạn nhỏ trong chương trình này là những người rất là tài năng đúng không quý vị? Vỗ tay cho cặp đôi này của tụi em một lần nữa. Dạ, lời cuối cùng con xin cảm ơn các huấn luyện viên, cảm ơn tất cả mọi người có tại trường quay và con xin cảm ơn ban nhạc, đặc biệt là chú tác giả Vĩnh Tâm ạ. Trời ơi, trời ơi, đừng khóc nha anh. Con nhà ai mà khéo dữ vậy ta? Ba mẹ người ta. Ba mẹ người ta. Trời ơi, chị chỉ được chương trình mời vô đây thôi. Rồi. Xin chào cô chú ạ. À. Con chào cô chú. Anh Tâm bữa nào viết cho em bài nha anh Tâm. Không giáo luôn á. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ sẽ là một ca khúc đến từ nhạc sĩ Nguyễn Dân. Ca khúc Chào Buổi Sáng, một tràng hỗ tay cho Huy Trường và Duy Linh. Trên từng con phố tìm những phút giây nhẹ nhàng biên mang theo làn gió mới chưa mong thấy trong lòng sáng lên tìm vui vì đâu đó vang một khúc ca bạn ơi hãy thức giấc nói chào anh dương ngày môi đêm xưa.
trên đường, thay tha trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió mới, chưa bỗng thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca, bạn ơi, hãy thức giấc con chào anh dương ngày mới. Bạn tìm ở dưới nhận tìm ngon kìa. Vỗ tay nữa cho hai bạn nhỏ nữa không ạ? Hòa ơi, bắn tim rồi, đẹp trai quá rồi thì sao nữa nhá? Giọng quãng cao của Huy Trường hay ha. Tự rất là căng. Rất là căng và cô cảm thấy rất là đã. Rất là thích phong cách điềm tĩnh trên sân khấu nhưng mà vẫn mang cho người ta có một cái sức hút. Và cũng chúc mừng con đã có một phần biểu diễn nhưng mà Duy Linh sẽ phải các động tác nó chắc chắn hơn đi anh Di. Nó chắc hơn ạ. Còn lại thì cô dành rất là nhiều điểm cho con và đây cũng là một lời góp ý cho anh Di. Nhỏ. Trời ơi, thấy thằng đẹp trai cái quéo liền. Cảm ơn cô ạ. Tự nhiên cái nhìn hai đứa nhỏ thấy mình già quá. Già chứ còn gì nữa. Cảm giác buồn quá. Nhưng mà bù lại là tụi con đã mang cái sức trẻ đến cho cái sân khấu này. Nó vừa là sự trưởng thành, nó vừa là sự ngây ngô, nó vừa là sự tinh nghịch, còn cái sự tươi mới trong đó nữa. Thấy cái tự tin của tụi con, tự nhiên bản thân chú được đón nhận rất nhiều từ cái trái tim rất là nhỏ nhưng cái ý nghĩa là rất là lớn. Năng lượng, cái năng lượng tích cực chính xác là như vậy. Nghe xong, tự nhiên mình thấy mình trẻ tuổi không thật yêu sự. Đời. Không yêu đời trẻ tuổi mà thực sự là chú còn rất trẻ nghe, tại vì tụi con kêu chú bằng chú, cái chú tự nhận chú là chú thôi, mặt ra xưng bằng anh được. Anh nói cho hai em nghe thì thật trời, ra trời, là trời. Nói chung là chú ơi. Các anh các chú ở đây cảm giác rất là thích cái phần trình diễn của tụi con tụi em và hy vọng rằng là tụi con tụi em sẽ luôn giữ tinh thần này để mang đến cho tất cả quý vị khán giả và các anh các chú ở đây. Cảm ơn các chú. Cảm ơn. Phong cách này là mai sau con lớn lên hai con mai sau sẽ là những gọi là nam thần. Cố lên. Nó rất hiện đại nữa, còn có thêm cái phần độc rap nữa. Con ơi, nói về cái chuyên gia độc rap, cô Nhi thì cũng là một người rapper dữ dội. Buổi tối mà nghe bài hát Chào Buổi Sáng tự nhiên muốn đi ăn sáng ghê luôn á. Thật sự luôn á. Con trai đang nói chuyện nhìn đâu con? Ủa nhìn đâu vậy ta? Ủa đây là nhìn Linh. Không có nhìn em. Nhìn Linh á, nhìn ai á? Em cô nè. Đây giờ đang nói chuyện với con nè, cho hai đứa con đỡ căng thẳng thôi. Chứ thật ra bài hát con thấy dễ thương mà, chứ là những cái lúc mà vừa nhảy vừa hát thì cô thấy khó nhưng mà con không có bị đứt hơi nhiều, chỉ chút xíu xiu xiu thôi, nhưng mà khó vừa nhảy vừa hát khó lắm á. Còn em vừa nói vừa cười ngượng cũng khó lắm đó. Nếu mà hai con nếu mà được vào vòng trong ấy thì rất là mong anh Duy sẽ cho hai con thể hiện tài năng vũ đạo hoặc gì đó. Chú đoán là con nhảy hip hop được luôn đúng không? Dạ vâng ạ, con cũng đã từng nhảy. Làm thử chút xíu được không? Giấu nghề. Giấu hả? Yeah. Biết không? Cái phong cách này là cái phong cách có thể là rất là phong cách. Tiết tấu nằm trong người rồi, nếu đúng như rồi. Ban nhạc đánh một nhạc đoạn thì bạn nhỏ này thể hiện luôn được không? Đúng rồi. Đúng. Hết được rồi, sao con rồi? Chơi hết mình đi con, nhớ hàng một bài. Xem cái trailer thôi nha con, đừng có buông trailer. Nhá, xíu rồi. Yeah. Hết rồi. Woo. Hôn quá
bị vô dáng nè, vô dáng nè Dân nè. Dân. Em muốn bây giờ sẽ là một cặp tiên đồng ngọc nữ nè, xin mời chị Khả Như và Diệu Nhi. Tiên đồng lên, ngọc lên, nữ nè. Lên. Trời ơi. Vô, đâu mặc có cái đâu. Đầm này là cái đầm nhảy. Đúng, cái đầm của chị là cái đầm, cái đầm phải múa. Đầm nhảy đâu. Chị của chị là đầm múa nhảy được. Lên ra luôn á. Chứ tao nhảy múa hoài vậy. Lên hết chứ trời đất ơi. Dạ ban nhạc cho em đoạn nào khó khó lên là dạ. Em biết có đôi lúc anh Minh Sù muốn hại tụi em, muốn nhìn tụi em. Không, không nhìn luôn. Đây là mang đến tiếng cười tích cực và nhân văn đến cho khán đúng giả. Không phải là chỉ mang đến cho khán giả không đâu, mà là ủng hộ tinh thần của những em đã thi rồi và đang chuẩn bị bước ra sân khấu để cho các em có một cái phút mà giải trí để đúng quên rồi đi cái sự căng thẳng hồi hộp, đúng không? Một tràng vỗ tay cho Diệu Nhi. Hay lắm em. Ngoài cái việc mà mình làm vui cho chương trình, mình không còn làm được cái gì nữa hết. Chừng nào mà bắt đầu vô diễn xuất kịch bản thì ba chúng ta mới nhúng tay vô. Đúng không các con? Vừa rồi thì mình cũng đã chỉ cho các bé cái thần thái, cái cách trình diễn như thế nào cho sân khấu rồi mà. Đúng rồi, em chị quên luôn, quên. Mình nhập tâm quá rồi. Không cần phải okay, nói nhiều nữa. Rồi. Cảm ơn mọi người. Đứng rồi đó, đứng rồi đó, đứng rồi đó. Cản lại, cản lại. Một tràng hô tay cho ban nhạc. Dạ, xin mời ban nhạc một đoạn nữa. Bây giờ con chính xác là huấn luyện viên. Hey. Con nhảy đây cô chú. Hey. Nhảy đi con. Hey. Con nhảy đây, nhảy theo nè con. Trời ơi. Như vậy rồi móc mũi qua đây. Tôi đi về nhà. chị không ở lại đây nữa, chị đi về nhà. Sao vậy chị, sao vậy? Chị từng lên nhảy múa này dữ dằn lắm mà. Chị đã từng nhảy múa, chị thi và chị bị loại rất sớm luôn. Cho nên em đừng nhấn vào nỗi đau của chị nữa. Bây giờ nè. Cho chị đi về. Nhưng mà bây giờ nè. Có ai chuyện mình lặp lại giùm em rồi đó. Chạy luôn đi, chạy luôn, chạy luôn. Ủa, chạy luôn, chạy luôn. Nghe nè, nói nghe nè. Thiệt luôn á, Nhi nó nhảy không được em dư giữ nó đi nha. Nhi, 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 dậy, dậy, dậy đi. Dậy đi, dậy đi, có ai bắt lại đâu, có bắt lại đâu. Trời ơi, tha cho tôi đi, trời ơi. Tụi con qua đây, tụi con qua đây. Em ơi, chị là ngọc nữ mà cưng ơi. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chỉ còn lại một thí sinh nữa thôi. Đó chính là Khả Như. Rồi, con, động tác khó là động tác này nè. Đó. À con biết động tác ke đầu không? Trong hip hop á. Có ke đầu. Đưa đầu, đưa hai chân lên trời. Ke đầu nguy hiểm lắm. Là được vậy chứ cô không? Cái đó là bị bệnh nha, bị bệnh nha. Rồi con nhảy lại đi. Coi nào ba cầm nó cuốn ba pha mặt mình luôn trời. Nhảy đi con, nhảy cô đi phạm. Đó, thầm thầm thầm. Chạy luôn, chạy luôn. Bỏ cửa chạy lấy người rồi. Chú rất là xin lỗi. Chú cực kỳ xin lỗi. Tại vì chú mê cái bộ môn này dữ lắm. Chú làm chung với con nè. Này dễ lắm. Ôi, toạc quần bây giờ. Lập ơi, Lập ơi, thôi mình về luôn đi em, mình về luôn đi em. Okay. Anh xin đưa em về, về với hương yêu dấu. Ừ. Lập ơi, em kích động á. Ê cha, em tháo khớp háng luôn rồi chị ơi. Tất cả các bạn nhỏ, mỗi bạn có một cái năng lượng tích cực dành cho tất cả chúng ta ngồi ở đây đúng không ạ? Và ngày hôm nay chào buổi sáng mang một năng lượng rất là tuyệt vời. Cảm ơn hai bạn trai. Con xin cảm ơn các cô chú ạ. Trời ơi. Chưa hết bài kìa. Còn nữa hả? Nữa nè, 2, 3. Con xin cảm ơn các cô chú ạ. Sai thoại rồi, làm lại. Nửa tiếng nữa xong không con? 2, 3. Con xin cảm ơn. Rồi, sai chứ. Đây rồi, là đây chứ không đâu. Không phải đâu được á. Đệ tử luôn trời. Bởi vậy. Lại là 2, 3. Dạ, lời đầu tiên con xin cảm ơn ban nhạc đã hoàn thành giúp tụi con tiết mục này ạ. Nè, cái sự hòa nhịp, cái sự mà kết nối với nhau nó qua những cái lời nói và ánh mắt không thực tập nè. Chúc mừng hai con đã hoàn thành một tiết mục thở thực sự. Chào 2, 3. Okay. Rất chuyên nghiệp, rất là ý với nhau. Con cảm ơn ạ. Vô đi con, vô đi con. Có tập đó mà kỳ. Ok, rất đáng nể, rất đáng khâm phục. 100% hợp nha, em xác định 100% là hợp luôn. Ai về nhà nấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay Minh Sù đang có mặt tại một võ đài. Có rất là nhiều tiếng hò reo của khán giả nữa. Khán giả đâu ạ? Yeah. Chúng ta sẽ chào đón ra sân khấu này hai võ sĩ rất là mạnh mẽ và đầy cá tính. Hãy cùng nhau chào đón tiết mục đến từ cặp đôi huấn luyện viên Thanh Duy và Khả Như. Xin mời! I stood by my
tongue can't hold my breath. Scatter on the boat and make a mess. So I say quietly, a reply. I guess that I forgot I had a choice. Let you push me past the breaking point. I stood but not I think. So I fell for everything. You held me down, but I got up. A rush, push you off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Hey! Get ready, cause I had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, the fire. Dancing through the fire. Cause I am the champion. And you're gonna hear me roar. Louder, louder than a lion. Cause I am a champion. And you're gonna hear me roar. You're gonna hear me roar. Now I'm falling like a butterfly. Sticky like earth, being never dry. I went from zero. Một tràng hỗ tay nữa cho sung được không ạ? À? Cảm ơn tụi con. Thu Huyền. Trời ơi, phong cách của con thật sự rất châu Âu luôn á, thật sự là. Không phải, em nhìn lên hai bé là giống như là Khả Ngư, Khả Như, đúng rồi chị, Khả Như một phiên bản nhỏ. Nhìn mặt con ngầu lắm ý con ạ, em bị cuốn vào mà không rời mắt. Một cái cô bé Disney. Dạ, thật sự luôn. Và trong high school. Mà làm chủ sân khấu rất là tốt. Nhưng mà có một cái, thật sự em chỉ muốn là tiết tấu nhanh hơn một chút ở đoạn sau nữa thì sân khấu này sẽ bùng nổ hơn rất là nhiều. Còn các con đã làm rất là tốt rồi. Cảm ơn các con, chúc mừng các con nha. Cảm ơn cô ạ. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Đây là màu sắc rất là riêng biệt của đội của chú Duy, chúng là cô Như. Tươi vui, rất là tỏa sáng. Nhìn tụi con mà sáng từ nghĩa bóng đến nghĩa đen luôn. Trời, sáng từ bộ đồ, sáng ra, sáng từ tinh thần mà sáng xuống khán giả. Mà sáng thẳng cho mặt chú luôn nè con. Mà rõ ràng là khi mà tụi con bước ra sân khấu là tụi con chưa trình diễn thôi, thì cái cách lựa chọn trang phục nó cũng làm cho tất cả mọi người phải chú ý rằng là à, hai cô bé này sẽ làm những gì cho tất cả mọi người tập trung đây. Và rõ ràng là tụi con đã có thể
truyền được cái sự sôi động của bài hát này cực kỳ thoải mái và trẻ trung. Nếu như mà các bé không có xác định được cái tầm của cái bài hát này á thì rất là dễ đưa cho các bé rơi vào cái trường hợp là bị già trước tuổi. Nhưng mà rõ ràng trong cái bài hát này tụi con vẫn còn giữ được cái nét hồn nhiên của mình và chú rất là thích điều đó. Tuy là chú không có rành về tiếng Anh nhiều nhưng mà khi mà nghe tụi con á, nghe nó rõ từng chữ vậy đó, cho nên là chú thích lắm, cũng hiểu đó. Cảm ơn tụi con đã truyền đến cho tú một cái nhiệt của tiếng Anh. Nhìn mặt con y chang cô hồi mà cô còn bé mà hay thích đi khịa đánh nhau ấy thật sự. Hay, đừng có nhận bà con nha, thấy người ta hát hay xin đẹp mà nhận bà con nha. Thật sự Minh Xu rất là thích cái đoạn mà hai bạn đấu với nhau về cái giọng hát á, chữ ra ra đúng không, mà hòa thanh chung với nhau một cái nốt cao nữa, quá là tuyệt vời khúc đó luôn. Anh Trung ơi, anh đang ngồi nhịp giò quá, cảm giác của anh như nào? Tiếc không nhận con về được. Khi mà hai đứa bận bộ đồ ra là chú rất là thích. Chú cũng thích giống vậy đó, lấp lánh như là thích. Chiếu là chú mê à. Đây là một ca khúc rất là nổi tiếng của Katy Perry. Nhưng trong cái bài hát này Katy Perry hát với một chất khác. Tụi con hát một chất khác. Không còn gì để nói cả. Chúc mừng tụi con với bài hát này. Nè tụi con nghe nè, những cái người mà ta giỏi tiếng Anh ta nói nè, mời Diệu Nhi. Em có rất là nhiều video clip về cách chia sẻ về tiếng Anh đó trên mà lúc đó rất tự tin á, bây giờ tự tin như thế đi. How are you? Cô Diệu Nhi chỉ muốn hỏi là khi hai tụi con á, hát bài hát tiếng Anh như vậy á, thì hai tụi con á, có hiểu được cái nghĩa của cái bài hát này là gì không? Dạ có. Vậy thì rất tuyệt vời luôn, thật sự luôn á, rất tuyệt vời. Vậy tụi con dạy khi con. Mà tụi con không hiểu được vậy? À. Tụi con hiểu được. Cái người nghe, người ta cũng cảm nhận là tụi con hát bằng chính cái ý nghĩa từ lời Việt ở trong đầu rồi phun ra tiếng Anh như vậy. Mình thoát ra được. Thoát ra được tiếng Anh như vậy. Cô Diệu Nhi nghe hai tụi con hát không hiểu một cái gì hết, nhưng cô Diệu Nhi đã nghe cái bài hát này trước đó mà cô Diệu Nhi đã sợ lời bất cứ một cái gì. Khi mà cô Diệu Nhi nghe bài hát nước ngoài á là cô Diệu Nhi cũng phải hiểu cái bài đó, nhưng khi cô Diệu Nhi hát lại trên mạng, cô Diệu Nhi chỉ hát vui như vậy thôi, cho vui, cho mọi người giải trí thôi. Nhưng mà khi cô Diệu Nhi nghe tụi con nói là tụi con hát cái bài này tụi con hiểu, tụi con phun ra tiếng Anh như vậy, mình thoát ra được, thoát ra được tiếng Anh như vậy. Cô Diệu Nhi cảm thấy rất là thích cái tinh thần đó của hai con. Hai tụi con không phải chỉ cố gắng hát hay mà hai tụi con hiểu được cái nội dung và truyền tải cái nội dung, cái lửa đến cho khán giả. Thì cô Diệu Nhi là cho em hỏi chị Nhi nè, nghe cái chữ mỏ nghĩa là gì, chị phân tích được không? Em ơi, cái đó là cái sự luyến trong cái từ r đó của cái lời bài hát thôi. Kiểu hò hò cái từ chi từ ơi là nói trời ơi hay quá em, vỗ tay hay quá, ví dụ hợp lý luôn, người ta mới dễ hiểu. Họ kiểu nước ngoài đó, trời ơi là kiểu như vậy. Từ quốc tế mà em chuyển sang Việt Nam, từ Việt Nam qua quốc tế hay thì phải rồi. Như vậy khán giả mới hiểu được, hợp lý. Vỗ tay cảm ơn cô Diệu Nhi nhá. Đây nhà mình nè, sở trường của chú Duy rồi. Tụi con có thích hát tiếng Anh không? Tụi con hát thích hát tiếng Anh. Thích hát tiếng Anh cả hai luôn. Hợp lý. Anh Duy, ngày hôm nay anh Duy cho em chia sẻ trước được không ạ? Ở vòng đầu tiên mà khi mà chú Duy với cô chọn con, chú Duy đã nghĩ ra bài này để dành cho tụi con rồi. Và thật sự khi mà tụi con trình bày á, là cô cảm thấy vì sao mà anh ấy chọn. Tại vì tụi con có được một cái điều mà cô nghĩ là cái này không phải dạy được, đó là cái thần thái khi mà biểu diễn. Kỹ thuật biểu diễn. Đúng rồi, kỹ thuật biểu diễn. Bài hát trong sáng thì con trong sáng, bài hát ngầu thì phải ngầu chứ đúng không ạ? Và nhìn hai con như hai con sư tử con, rất là đáng yêu, rất là dễ thương luôn. Và cô là cô mèo đáng yêu bên cạnh được em bị. Cô mèo ở đây em xin lỗi, không có cô mèo ở đó. Không, nhưng sao? Dòng họ chị, dòng họ được. Đúng rồi. Được. Nhưng thật sự tìm điểm chung của cái sự dễ thương thì thật sự đây vẫn là một tiết mục dễ thương. Và cảm ơn anh Thanh Duy, anh đã truyền lửa cho hai bé và em cảm thấy được một cái sự tự tin của hai bé. Các con có đã không? Dạ có. Đó. Trả lời nha. Dạ có. Tên gì nè? Chú sẽ không nói quá nhiều bởi vì mình đã nói rất nhiều ở trong những lần mình tập rồi. Cái bài này rất là khó, thậm chí cả Katy Perry khi mà đi hát biểu diễn ở bên ngoài á, ca sĩ mình sẽ biết đó là hát playback, có giọng chồng, giọng bè sẽ hỗ trợ rất là nhiều về cái phần giọng hát. Ở bài này là thứ nhất là các con hát với band. Cái thứ hai nữa là cái phần hát chồng rồi cái những cái đó là phối. Sẽ có một cái bè ở phía sau, nhưng tụi con tự làm luôn. Chú rất là vui vì những gì mà chú dạy, chia sẻ, tụi con làm được ngày hôm nay. Mình không mừng vì tụi con tốt hơn hay là như thế nào. Chú mừng, rất là mừng vì tụi con vui vẻ, tụi con được chơi với bạn bè của mình. Và chính cái điều đó mới làm nên cái sự tươi trẻ và sự tự tin. Và đúng với cái lứa tuổi của tụi con mà không bắt tụi con ở trong một cái hình ảnh hay là một cái phong cách của một người khác. Vì đây chính xác là tụi con ở trên sân khấu. Cảm ơn tụi con đã luôn là chính mình. Mình tạo một cái dáng, mình nói cái chữ rơ thật là mạnh mẽ coi nè. Chuẩn bị nè, 1, 2, 3.
Một tràng pháo tay cho hai bạn nhỏ. Hay quá. Em nghe hai bé hát tiếng Anh xong, tự nhiên bây giờ mình có một cái tinh thần mình muốn học về tiếng Anh nhiều á. Họ nói tiếng Anh giỏi lắm. Thế mà trời ơi, em cũng giỏi tiếng Anh mà. Bây giờ giống How are you? Em fine and you fine thầy. Em hát được nhạc tiếng Anh luôn chứ giỡn à. Đâu hát rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Quá tiếng Anh rồi còn gì nữa. Thổi nến, thổi nến. Con thấy chú Lập giỏi chưa? Thù ơi, cho con chị vô đi em. Xin lỗi chị, xin lỗi gia đình nhà mình nha. Một trái hát tay cho hai con vô. Vô nào, vô nào. Cảm ơn tụi con, nghe chú Lập hát xong sợ luôn. Sợ sao? Trời ơi, căn bản vậy nào bé mất niềm tin vào tiếng Anh qua dòng sao hát nhạc dân ca không trời. Bạn nhỏ hơn. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau được theo dõi hết tất cả các tiết mục đến từ các chiến binh trong cặp thi đấu của huấn luyện viên Thanh Duy cũng như là chị Khả Như. Quả là một quyết định khó khăn dành cho hai anh chị đây. Ngay bây giờ hãy cùng nhau gặp gỡ lại các chiến binh đến từ cặp đôi huấn luyện viên Thanh Duy và Khả Như. Một tràng pháo tay thật lớn nữa cho tất cả các bạn chiến binh ngày hôm nay được không ạ? Tới giây phút này thì các con là những người đã chiến thắng rồi và chúng tôi rất tự hào về tài năng của các con. Anh Thanh Duy và chị Khả Như sẽ đưa ra quyết định của mình. Tụi con nhớ chú nói với tụi con là tinh thần của đội mình là gì không? Đáng yêu, vui vẻ và cháy hết mình trên sân khấu ạ. Vâng thưa chú, là chúng ta cần vui tươi, sảng khoái và những cuộc chơi như thế này chúng ta chỉ coi như là mình đi diễn thôi ạ. Hay lắm con ạ. Cảm ơn tụi con. Một lời cảm ơn rất là chân thành, rất là hạnh phúc. Cô muốn gửi lời cảm ơn đến phụ huynh của các con. Tất cả chúng ta khi mà đến với cuộc thi không ai nghĩ mình là người thua cuộc. Điều đó không quan trọng bằng hành trình chúng ta đã đi qua. Chúng ta được vui, chúng ta được ca hát, chúng ta đã gặp những người bạn. Và trong những ngày qua thì chú cũng đã làm hết cái tình cảm của chú dành cho tụi con. Chú không thương ai nhiều hơn. Khả năng thì mỗi người sẽ có những khả năng đặc biệt của riêng mình. Nhưng mà khi chúng ta tham gia một cuộc thi thì chắc chắn phải có người giỏi nhất. Bây giờ hứa với cô, ai trong số chúng ta dừng lại thì không được buồn mà chúng ta vẫn sẽ là những người bạn. Cô cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là hãnh diện khi mà được là một cái người đồng hành với các con dù chặng đường có hơi ngắn một tí xíu. Đồng ý không? Tinh thần của chúng ta là gì? Vui vẻ, năng lượng, nhiệt huyết. Chú ơi, đang rung lắm. Được rồi, chú Duy á, ngày đầu tiên nói với cô đó là anh muốn làm tất cả mọi thứ cho các con. Chú Duy đã làm được điều đó. Các con đều có những cái tiết mục thật là tuyệt vời rồi đúng không? Cô xin đại diện đọc lên tên của các bé và hy vọng là cô sẽ được gặp lại các bé sẽ mạnh mẽ và giỏi hơn nữa nha. Bạn dừng lại đầu tiên đó chính là Yến Vi. Bạn dừng lại thứ hai đó chính là bạn Giang Nghi. Giang Nghi. Và cô rất tiếc là phải chia tay với Lan Anh. Cố lên, yeah! Quá xinh đẹp và đáng yêu. Hãy như ba bông hoa mùa xuân, lúc nào cũng tươi mới. Con, và con phải là một cô gái ôm đàn guitar, ngồi hát những bản tình ca thật là hay trong tương lai cho chú nhé. Giọng hát con rất là ngọt ngào như một con chim họa mi vậy đó. Con phải trau dồi giọng hát và biến cho nó mượt mà hơn. Con còn thiếu sự tự tin. Ánh mắt của con nhìn xuống dưới đất nhiều quá. Và những cái đó là những cái thiếu sót của bản thân mình. Đây là cái lúc mà chúng ta cần nhìn lại bản thân mình và chúng ta sẽ làm cho nó hay hơn ở những cái cơ duyên khác. Và hứa với chú, lúc nào cũng phải giữ trên môi nụ cười tươi tắn của tụi con, được không? Yeah, nào bây giờ nhìn thẳng ra khán giả và cười với mọi người được không ạ? Và Minh Sườn xin được chúc mừng cho các bạn nhỏ đã có cơ hội bước vào vòng trong chinh phục ước mơ của mình với chương trình Từ Đỉnh Sông Cái Nhí mùa 3.
Quý vị và các bạn khán giả thân mến, vậy là chúng ta đã tìm ra được 8 bạn chiến binh đến từ cặp đôi Thanh Duy và Khả Như sẽ bước vào vòng trong. Hãy chờ đợi xem tuần sau chúng ta sẽ mang lại những điều tuyệt vời gì dành cho tất cả quý vị khán giả với chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí mùa 3. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.